Thanh Bùi đáp trả khi bị tố, chối bỏ vợ cũ, nhan sắc 19-10 so với Trương Huệ Vân. Trước khi làm rể của gia tộc họ Trương, Thanh Bùi thừa nhận từng hẹn hò với nhiều cô gái. Nhạc sĩ 8X từng gây xôn xao khi bị tố, chối bỏ vợ cũ và phải lên tiếng đính chính. Sau khi bà xã Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ khóa Thanh Bùi ngay sau đó cũng lọt top với hơn 10.000 lượt tìm kiếm. Giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015 là dấu son rực rỡ trong sự nghiệp của Thanh Bùi. Nhạc sĩ sinh năm 1983 để lại dấu ấn nhờ tư duy hiện đại, gu âm nhạc tinh tế, sạch sẽ. Với thành tích top 8 Australian Idol, Thanh Bùi có cơ hội làm việc với những nghệ sĩ hàng đầu quốc tế, trong đó có nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, ngôi sao Hồng Kông William Chan, Jimmy Blue. Bên cạnh sự nghiệp vẻ vang, năm 2013, đám cưới lên đỉnh của anh và bà xã Trương Huệ Vân thu hút nhiều sự quan tâm. Từ lúc lập gia đình, thay vì tấn công mạnh mẽ vào thị trường âm nhạc, Thanh Bùi lui hẳn về hậu trường để làm sản xuất, phát triển mô hình giáo dục, cũng như ươm mầm tài năng trẻ. Có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, tuy nhiên, những thông tin về Trương Huệ Vân lại khá dè dặt. Qua chia sẻ của Thanh Bùi, ái nữ gia tộc họ Trương không chỉ giỏi kinh doanh mà còn rất tinh tế. Với anh, Trương Huệ Vân là người mẹ, người vợ tuyệt vời. Anh bày tỏ, cuộc đời mình cưới được Huệ Vân là điều vô cùng may mắn. Ít ai biết rằng, trước khi nên duyên cùng với cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, Thanh Bùi từng gây ồn ào vì lộ thông tin đã có vợ, con ở Úc. Cụ thể trong đoạn clip giới thiệu do Australia Idol thực hiện, Thanh Bùi giới thiệu mình đang sống cùng bố mẹ, em trai và vợ. Vợ anh là người Thái Lan, làm nghề thiết kế thời trang. Thế nhưng khi về Việt Nam hoạt động, chủ nhân bản hit Tình Về Nơi Đâu là khẳng định mình hoàn toàn độc thân và ước muốn cưới vợ người Việt Nam. Chính điều mâu thuẫn này đã khiến cho huấn luyện viên The Voice Kids bị ném đá, cho rằng anh chối bỏ quá khứ. Trả lời báo chí, Thanh Bùi nói rằng đó là sự hiểu lầm ngoài ý muốn. Thanh Bùi chưa bao giờ kết hôn và vẫn còn độc thân, nên chuyện Thanh có vợ có con là những thông tin không đúng. Về hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip của đài truyền hình Úc và được Thanh Bùi gọi là wife, vợ, đài cũng ghi chú là vợ, Thanh Bùi cũng giải thích rõ ràng. Thanh nghĩ đó chỉ là sự nhầm lẫn, người đó chỉ là hôn thê của Thanh Bùi lúc đó chứ cả hai chưa chính thức kết hôn. Sau người này, Thanh cũng có một vài mối tình cho đến khi về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Tất cả những chuyện này là của quá khứ, Thanh cũng không giấu giếm hay phủ nhận điều gì cả, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nói Thanh bỏ vợ mà Thanh còn chưa có một cái đám cưới nào thì không đúng. Tôi là một người không thích sống trong quá khứ. Những gì đã qua tôi sẽ giữ cho riêng mình như một kỷ niệm vì tôi muốn tập trung cho hiện tại và tương lai. Hơn nữa tôi nghĩ khi vết thương lòng của cả hai đều đã lành thì tốt nhất hãy để chúng được ngủ yên ở một góc nào đó trong ký ức. Thêm nữa tôi và cô ấy đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng nên cũng không còn dịp liên lạc với nhau nữa. Thanh Bùi chia sẻ vào năm 2013. Được biết, hiện Thanh Bùi và vợ Trương Huệ Vân đã có với nhau hai nhóc tỳ sinh đôi tên Khải An và Kiến An. Thanh Bùi từng tự hào khoe về bà xã. Sự nhẫn nại của Vân vĩ đại lắm. Mình đi làm về nhà nghe mấy đứa nhỏ kêu la, nhiều lúc muốn điên luôn. Nhưng Vân thì khác, dịu dàng dỗ con, ru con ngủ. Điều đó khiến tôi cảm phục Vân vô cùng. Trương Huệ Vân sinh năm 1988, từng tốt nghiệp đại học RMIT. Huệ Vân là người Việt gốc Hoa nhưng gương mặt lại có nét lai Tây nên trông xinh xắn, hiện đại như một hot girl. Xinh đẹp thông minh và giỏi giang, Trương Huệ Vân quyết định kết hôn với ca sĩ Thanh Bùi khi cô chỉ 25 tuổi. Cô là thế hệ thứ tư trong gia tộc họ Trương, gia tộc bề thế nhất Việt Nam. Năm 2011, cô từng thay mặt gia đình ra Hà Nội tham dự lễ vinh danh gia tộc doanh nhân cùng đại diện 22 họ tộc nổi tiếng khác của Việt Nam. Thanh Bùi phản ứng lạ khi vợ đại gia bị bắt vì lừa đảo, khen ngợi đầu óc kinh doanh nhạy bén. Thanh Bùi dành nhiều lời khen có cánh cho bà xã Trương Huệ Vân. Nam nhạc sĩ cho biết vợ mình không chỉ có đầu óc kinh doanh mà còn tinh tế trong cách hành xử, văn minh trong cách nuôi dạy con cái. Ngày 8 tháng 10, mạng xã hội xôn xao trước thông tin bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị bắt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, vợ nhạc sĩ Thanh Bùi. Cuộc hôn nhân của nhạc sĩ Thanh Bùi và ái nữ gia tộc họ Trương từng làm báo chí tốn không ít giấy mực. Trong khi Thanh Bùi là Việt kiều Úc có cuộc sống bình thường, dù hoạt động nghệ thuật năng nổ, nhưng so với Trương Huệ Vân lại một trời một vực. Cô tốt nghiệp Đại học RMIT,
nhan sắc thanh tú cùng khối tài sản khổng lồ từ gia đình. Ở tuổi U30, tên tuổi Trương Huệ Vân đã vang động khắp thương trường. Tuy nhiên, đằng sau sự giàu có, Trương Huệ Vân lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Những thông tin về đời tư của vợ Thanh Bùi đều khá nhỏ giọt. Tuy nhiên, nhìn vào cách chủ nhân bạn hít, tình về nơi đâu chăm sóc, khen ngợi bà xã, cũng đủ hiểu cả hai có chuyện tình hạnh phúc đến nhường nào. Cụ thể, trong bài phỏng vấn cách đây 2 năm, giám khảo The Voice Kids Việt Nam khẳng định, cụ đỡ anh may mắn khi cưới được doanh nhân Huệ Vân. Bà xã không chỉ có đầu óc nhạy bén của người làm kinh doanh, mà còn tinh tế chu đáo trong việc chăm sóc tổ ấm. Anh cảm ơn Huệ Vân vì luôn âm thầm hỗ trợ, làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Thanh Bùi nói thêm, hai vợ chồng bù trừ những khuyết điểm mà đối phương không có. Tuy nhiên, cặp đôi lại tìm thấy điểm chung trong cách nuôi dạy, hướng con phát triển một cách tự nhiên. May mắn lớn nhất của tôi là cưới được người vợ luôn đồng hành trong mọi việc. Vân là một người mẹ, người vợ quá tuyệt vời. Tất cả những gì mọi người hình dung về phụ nữ của gia đình tôi đều thấy trọn vẹn trong cô ấy. Chúng tôi cùng chung tay xây dựng tổ ấm nhỏ, hỗ trợ đối phương trong công việc hàng ngày. Mặt khác, chúng tôi cũng luôn có sự bù trừ lẫn nhau. Vân mang đầu óc của người kinh doanh nên đôi lúc cho tôi thấy sự tinh tế mạnh mẽ từ những điều cô ấy chia sẻ. Ngược lại, tôi cũng giúp vợ trong công việc khi mang đến góc nhìn của người nghệ sĩ. Cả hai luôn có niềm tin rất lớn cho nhau, là một điểm tựa không thể thiếu. Ước mơ, công việc của tôi bao giờ cũng đi kèm với lý tưởng gia đình. Tôi biết ơn Vân vì đã đồng hành cùng tôi một cách âm thầm lặng lẽ và luôn là chỗ dựa cho tôi 3 năm qua. Hơn nữa là vợ chồng phải hiểu hỗ trợ nhau. Hai vợ chồng chúng tôi giờ đây cùng chung mục đích sống và lý tưởng nuôi dạy con phát triển tự nhiên. Vân là người không nói nhiều, nhưng quả thật câu nào cũng đụng chạm. Cô ấy hay nói với tôi rằng, giờ anh là cha rồi, bất cứ điều gì anh làm cũng phải nhìn được hiệu quả. Từ hành động, câu nói hay kể cả tiếng cười của anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến con. Cha như thế nào, con sẽ nhìn vào đó. Tôi và vợ luôn ý thức giữ gìn hình ảnh trong mắt các con dù là việc nhỏ nhất. Thanh Bùi chia sẻ. Thanh Bùi cũng chia sẻ về mẫu phụ nữ lý tưởng. Đối với anh, dù sống ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng vẻ đẹp Việt mới là điều khiến anh rung động. Ngoài vẻ đẹp tâm hồn, sức chịu đựng là điều không thể tìm thấy ở bất cứ ai, ngoại trừ phụ nữ Việt. Mẹ tôi là người Việt Nam, bà chính là hình mẫu để tôi đi tìm vợ, một người mạnh mẽ, biết chia sẻ và hy sinh cho gia đình. Dường như chưa có phụ nữ đất nước nào chấp nhận hy sinh nhiều như phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nước hy sinh đó không đến từ sự mạnh mẽ theo kiểu bốc đồng như những cô gái nước ngoài, mà nằm ở sự dịu dàng nữ tính. Từng là cặp vợ chồng được khán giả yêu thích vì lối hành xử văn minh và đời tư sạch sẽ. Thế nhưng thông tin bà xã nhạc sĩ Thanh Bùi vướng vào lao lý khiến nhiều người thất vọng. Hiện tại trên báo chí, giọng ca đường về xa xôi hiện vẫn chưa có phát ngôn nào. Ngay lập tức, netizen đã tràn vào Facebook của Thanh Bùi để hóng hớt. Tuy nhiên, điều làm cộng đồng mạng bất ngờ là từ Facebook đến fanpage, tích xanh đều đóng băng từ nhiều năm nay. Bài đăng gần nhất của Thanh Bùi là vào tháng 8 năm 2018. Được biết, từ khi kết hôn với Trương Huệ Vân, Thanh Bùi lui hẳn về hậu trường để sản xuất và tập trung phát triển hệ thống giáo dục mầm non.